Nằm trong chương trình làm việc ngày hôm nay của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 tại phiên thảo luận hội trường, sáng nay về báo cáo công tác nhiệm ký 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đa số các ý kiến đều đánh giá cao nỗ lực của ngành tòa án kiểm sát trong công tác truy tố, xét xử, phòng chống tội phạm tham nhũng. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân đã thụ lý trên 2,4 triệu vụ việc, giải quyết được trên 2,3 triệu vụ việc, đạt tỷ lệ 97%, chất lượng xét xử được tiếp tục bảo đảm. Báo cáo của ngành tòa án cho thấy điểm đặc biệt, không để xảy ra kết án oan người không có tội. Đa số các đại biểu đánh giá, đây là một nhiệm kỳ mà lượng công việc của các cơ quan tư pháp đã tăng lên rất lớn so với nhiệm kỳ trước, với những đại án kinh tế tham nhũng đặc biệt lớn, xử lý những đối tượng có chức vụ cao, từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo. Nhiều vụ án, số tiền bị tội phạm chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Số bị cáo tham gia đã là gần 100 bị cáo. Điều đó thể hiện bản lĩnh chính trị, sự tinh thông nghiệp vụ của các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế trong quá trình tố tụng mà nguyên nhân cả từ văn bản, người thực thi. Do đó, nhiều đại biểu đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan cần tiếp tục triển khai đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, cải cách tư pháp, hiện thực hóa tư tưởng chỉ đạo về nền tư pháp thật sự trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị trí đẳng cấp của tư pháp.